Con muốn ta trừ lương tháng này không mà dám ngủ gật hả? Ta còn chưa ngủ mà nhà ngươi dám ngủ à? Ồ, con lại ông, con trót dại, xin ông đừng trừ lương con quạt ngay đây ạ. À. Cứ liệu hồn đấy, quạt mạnh mạnh cái tay nào. Có ai ở nhà không? Bần tăng đang trên đường trở về chùa Linh Nghiệm, không may lỡ dở dọc đường. Cảm phiền thí chủ bố thí cho bần tăng bữa cơm chay và cho bần tăng ở nhờ một đêm được không ạ? Ở đây có cơm chay cũng chẳng có chỗ thừa để ở. Ông thông cảm cho. Mong thí chủ mở lòng từ bi. Đêm đã khuya, bần tăng quả thực không biết đi đâu cả. Đấy là việc của ông, còn không mau tiễn khách. Dạ vâng ạ, mời ông đi cho, chủ tôi không đồng ý đâu. Có ai ở nhà không? Sư thầy muốn hỏi ai ạ? Bần tăng lỡ dở dọc đường, chẳng hay nhà lão còn chỗ không cho bần tăng ở nhờ một đêm. Nếu sư thầy không chê tấp liệu rách nát này thì xin mời vào trong. Tội nghiệp, chắc sư thầy chịu đói lâu lắm rồi phải không? Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Cảm ơn hai cụ về bữa cơm chay. Lâu lắm rồi, bần tăng mới được ăn ngon như thế. Có gì đâu mà ơn với hội. Tôi đã chuẩn bị sẵn chăn chiếu, mời sư thầy vào nghỉ. Hai cụ thật tốt bụng, khổ nỗi đều đã già và lại rất nghèo. Tôi sẽ cho hai cụ một điều ước. Hai cụ muốn trẻ lại hay là muốn có một vài đồ vật quý giá? Chúng tôi muốn trẻ lại như thuở 18, đôi mươi ạ. Đây là nước thần, có tác dụng cải lão hoàn đồng. Hai cụ uống vào sẽ lại trẻ đẹp như thuở 18, đôi mươi. Thật thế sao? Hai cụ mau uống đi. Trời ơi, có phải bà đây không? Là ông đấy à? Không thể tin được, nhìn ông y hệt như thời chúng ta mới quen nhau. Cảm ơn. Chúng ta gặp tiên rồi bà. Cảm ơn thần tiên. Cảm ơn thần tiên. Sao? Cái lão nhà sư rách rưới đấy mà lại là thần tiên ư? Mau đi tìm tên nhà sư ấy về đây cho ta. Ông ơi, nhà sư đây rồi. Ôi, sao lại kéo tôi vào đây? Hôm trước tôi hơi thất lễ, mong sư thầy thông cảm. Đây, biếu thầy ít lỗ phí, gọi là... Không, bần tăng xưa nay không nhận tiền của ai bao giờ, xin ông nhận lại cho. Sư thầy đừng có ngại, chắc sư thầy vẫn còn giận tôi phải không? Tôi biết lỗi rồi mà. Bần tăng đã nói là không nhận tiền, xin thí chủ đừng làm khó bần tăng. Không nhận tiền cũng được, chỉ cần sư thầy hãy cho tôi một điều ước. Ông đã rất giàu có, không thiếu một thứ gì. Vậy ông còn muốn gì nữa? Tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi muốn có nhiều hơn. Hãy làm cho tôi có thật nhiều tiền ha. Thực ra ông không cần nhiều tiền. Tôi có thể làm ông trẻ lại. Ông không thích trẻ lại sao? Thôi được rồi, trẻ lại như vợ chồng lão Năm cũng được. Hãy cho tôi trẻ lại đi. Ta sắp trẻ lại rồi. Ông chủ, sao lại... Trời, sao ông chủ lại biến thành khỉ thế này? Tên nhà sư đâu rồi? Ông chủ. Truyền thuyết thánh giống. Vào đời Hùng Vương thứ 6, tại Kẻ Động thuộc bộ Vũ Ninh xưa, có vợ chồng ông lão nọ ăn ở phúc đức, nhưng mãi mà vẫn chưa có con. Tôi thấy buồn lắm ông ạ. Vợ chồng mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà trời không thương cho lấy một đứa con. Bà đừng buồn, chẳng phải tôi và bà vẫn đang sống khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau đó sao?
sau một đêm mưa gió. Sáng sớm bà ra vườn cà ven sông, thấy một vết chân lớn chưa từng có. Thật là kỳ diệu, sao lại có bàn chân lớn như thế này được nhỉ? Khéo cũng phải to gấp rất nhiều lần bàn chân của người thường. Mấy hôm nay bà sao vậy? Bà thấy mệt trong người hả? Ông ơi, ông xem này, có gì đó đang động đậy trong bụng tôi. Bà nó ơi, bà nó có thai rồi, chúng ta có con rồi. Tôi không đợi được đến lúc con chào đời rồi. Một mình bà nuôi con sẽ vất vả nhiều lắm. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy con, bà nhé. Ông ơi! Một thời gian sau. Chà, cậu bé kháo khỉnh quá. Nhất định lớn lên, thằng bé sẽ thông minh lắm. Đã 3 năm trôi qua, cậu bé lớn lên. 3 tuổi mà chẳng biết nói cười. Ba mẹ vô cùng buồn phiền, lo lắng. Hằng ngày, giống chỉ nằm trên thúng, treo trên giống tre. Do vậy, mọi người gọi cậu là giống. Giặc Ân xâm lược nước ta, nhà vua đang cần người hiện tại giúp nước đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Ôi, con biết nói rồi sao? Sứ giả đang tìm người hiện tại giúp nước đó con, nhưng con còn nhỏ chưa giúp được gì đâu. Mẹ cứ giúp con mời sứ giả vào đây đi ạ. À. Con trai 3 tuổi của bà sao? Không phải bà đang đùa ta đấy chứ? Ông hãy về tao với đức vua, đúc cho một con ngựa sắt cao hơn 18 thước, một cây kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một chiếc nón sắt để giống đi dẹp giặc. Con ăn vẫn chưa no, bà con cho con xin thêm nhiều cơm nữa đi ạ. Chà, cậu bé ăn giỏi thật. Chưa từng có ai có thể ăn nhiều đến như thế. Trời ơi, bà con xem này, thằng bé đang lớn lên nhanh như thổi. Đúng là sự lạ. Đa tạ bà con, giờ con phải lên đường giúp nước rồi. Thắng lợi trở về con nhé. Ta là thiên tướng đây. Cướp nước kia, ta nhất định sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Gậy gãy rồi, nhưng không thể làm khó được ta đâu. Những mảnh tre bị gãy ném rải rác khắp chiến trường, sau này mọc thành loại tre đặc biệt, có màu vàng óng ánh, nên gọi là tre đằng ngà. Mỗi nơi ngựa của giống đi qua đều để lại những ao mang hình vết chân ngựa. Ngôi làng bị phun lửa cháy một vùng, về sau được gọi là làng cháy. Vua Hùng sai lập đền thờ giống ở làng quê, phong giống làm phụ đổng thiên vương, phong mẹ giống là thánh mẫu Bảo Vương. Mỗi năm đến tháng tư, làng giống đều mở hội lớn. Dân hàng trăm làng quanh vùng núi Sóc lại mở hội để cùng nhau nhớ về người anh hùng đã có công giúp dân đánh giặc ngoại xâm, cứu nước. Hạnh phúc mang tên mình. An, đứng lại đã nào. Hôm nay chúng mình hẹn nhau tập văn nghệ, chuẩn bị cho buổi diễn mừng ngày 20 tháng 11. Cậu quên hả? Tớ sẽ biểu diễn tiết mục cá nhân mà, tớ không tham gia tiết mục tập thể đâu. Đang chán lắm. Cậu sao vậy? Hay là cậu buồn vì chuyện điểm môn sinh học? Ừ, tớ được có 5 điểm đây này, cô còn bắt về làm lại nữa. Đấy là bài tập nhóm, mà không hiểu sao tớ thấy lớp mình có nhiều bạn lại tự làm một mình. Hôm trước tớ đã rủ cậu vào nhóm rồi mà cậu không nghe cơ. Nhóm tớ hôm nay được 9 điểm đấy. Ừ, thì tớ
Tớ thích tự làm hơn. Tự dưng dạo này lại sinh ra nhóm làm gì cơ chứ? Hai em bàn luận gì với nhau mà sôi nổi thế? Dạ, chúng em chào cô. Chúng em đang bàn về bài tập nhóm vừa rồi cô ạ. Bài tập hôm nay nhóm Linh làm rất tốt. Còn An thì mới hoàn thành được một nửa phần bài. Bình thường An học rất khá. Cô rất hy vọng vào phần bài nhóm em sẽ phát huy khả năng, mà lại không được như thế. Nhóm An có những ai nhỉ? Dạ, em tự làm một mình, nhiều bạn khác cũng thế mà cô. Em thích các bài tập cá nhân hơn. Tự mình làm điểm cao hay thấp đều là của mình. Còn cùng làm nhóm thì... Thế còn Linh, em nghĩ sao về bài nhóm? Dạ, em thì rất thích ạ. Nhóm em mỗi người nhận một nhiệm vụ, cùng nhau làm kết quả rất tốt. Nhưng đúng là có nhiều bạn lại không thích cô ơi. Linh ơi! An ơi! Dạ, em chào cô ạ. Hôm nay chúng mình hẹn tập văn nghệ mà. Hai cậu định về đấy hả? Tớ sẽ tham gia một tiết mục cá nhân. Còn tiết mục tập thể, các cậu tự tập với nhau nhé. Dạ thưa cô, em xin phép về trước ạ. Ơ này, bạn Trang, bạn Tuấn, với mấy bạn ở tổ 2 cũng bảo không tham gia. Có mỗi mấy đứa tớ thì làm sao tập được tiết mục tập thể? Giờ sinh hoạt hôm nay thay đổi một chút nhé. Cô sẽ cho các em tham gia một hoạt động nho nhỏ. Thích thế ạ? Thưa cô, hoạt động gì thế ạ? Các em chẳng bao lâu nữa sẽ lên cấp 3. Cô hy vọng rằng từ mấy trường này các em sẽ trưởng thành hơn. Cô muốn biết trong những năm qua cuộc sống của các em thế nào. Ai cảm thấy hài lòng với việc học, với bạn bè, thầy cô, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, giơ tay lên được không? Em. Dạ em nữa ạ. Cảm ơn các em. Bây giờ cô có một trải nghiệm nhỏ về hạnh phúc. Cả lớp mình lên tham gia nhé. Các em đứng lên bục này đợi cô một chút. Hay quá. Tuần này ai bị ghi sổ đầu bài sẽ thoát được điểm phê bình nhé. Tuần nào cô cũng cho tham gia hoạt động gì đó thì thích quá. Ồ, nhiều bóng bay quá. Trải nghiệm gì thấy mọi người nhỉ? Bây giờ cô sẽ phát cho các em mỗi bạn một quả bóng bay và một chiếc bút. Mỗi người hãy ghi tên mình cùng với hai từ diễn tả điều khiến mình hạnh phúc nhất nhé. Hay ký hiệu gì đó cũng được. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm. Không biết là trải nghiệm gì nữa. Cô giáo làm mình hồi hộp ghê nhỉ? Các em xong rồi chứ. Trải nghiệm thứ nhất như sau. Tất cả hãy cùng thả những quả bóng bay ra trên bục giảng này nhé. Rồi hãy bước hết xuống bục. Ôi, tất cả đều màu xanh. Chữ viết tên mình thì bé. Tớ chẳng nhận ra quả bóng bay của tớ nữa rồi. Chúng lẫn vào nhau rồi, làm sao mà thấy? Bây giờ, tất cả các em, trong vòng một phút, hãy tìm ra quả bóng bay có tên mình nhé. Nào, bắt đầu. Của tớ. Không phải, của tớ đây. Không đúng rồi. Vẫn không phải. Hết giờ, tất cả dừng lại nhé. Lộn xộn quá, bạn nào cũng cố gắng tìm quả bóng của mình mà có ai thấy đâu. Các em có ai tìm thấy quả bóng của mình không? Dạ không ạ, ít thời gian quá cô ơi. Bây giờ tiếp tục trải nghiệm thứ hai nhé. Cũng trong vòng một phút, các em hãy lấy quả bóng bất kỳ và gọi tên đưa cho bạn trong lớp có tên trên quả bóng đó. Bắt đầu. Bóng của Thanh Nga này, bóng của Trần Đức, Nguyễn Kiên, Hà Anh, Thu An này, tớ bắt được bóng của cậu rồi. Quả bóng của tớ cũng vừa có bạn tìm được. Cách này nhanh thật đấy. Đúng là tên và ký hiệu hạnh phúc của tớ đây rồi. Thưa cô, chúng em đều đã thấy bóng của mình rồi ạ. Tuyệt lắm, các em còn thừa hẳn 10 giây đấy. Cảm ơn các em. Bây giờ các em trở về chỗ ngồi của mình đi, cầm theo bóng bay ghi hạnh phúc của mình nữa. Các em à, trải nghiệm vừa rồi của các em cũng chính là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đấy. Ai ai cũng kiếm tìm hạnh phúc, kiếm tìm niềm vui của mình ở khắp mọi nơi mà không biết nó nằm ở đâu. Hạnh phúc của mỗi chúng ta chỉ có được dựa trên hạnh phúc của người khác. Hãy cho đi niềm vui, niềm hạnh phúc và các em sẽ nhận lại phần của mình. Mai sau càng trưởng thành, các em sẽ càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn lớp mình đoàn kết hơn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập.
cũng như các hoạt động tập thể. Như thế các em sẽ thấy thành công của cả lớp. Niềm vui của tập thể cũng là niềm vui của chính mình. Đúng là thật khó để tự mình tìm lấy hạnh phúc của mình nếu không có ai khác trợ giúp, ngay trong những việc đơn giản nhất. Có những lúc một mình không làm nên điều gì, chuyện bài nhóm, rồi chuyện tập văn nghệ. Bản thân mình chỉ có muốn cho qua nên không thấy vui. Cô giáo nói đúng. Mình...